Chiều ngày 20 tháng 10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Thành phố Hồ Chí Minh, BC07 đã tháo dỡ thành công một tổ ong vò vẽ khổng lồ trong khuôn viên trường đại học Bách Khoa. Trước đó, ban quản lý trường đại học Bách Khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một tổ ong vò vẽ có chiều cao khoảng 1m, chiều rộng 0,6m ở độ cao khoảng 15m trên tầng 3 tòa nhà B6. Thời điểm phát hiện tổ ong này có hàng trăm cá thể ong vò vẽ có thể gây nguy hiểm cho sinh viên trong trường và người dân xung quanh. Sau đó nhà trường đã báo cáo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, phòng PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng điều một xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây hai chiến sĩ phải mặc đồ bảo hộ để tiếp cận tổ ong, sau đó dùng vải mùn bọc lại, cắt cành đưa xuống đất an toàn. <laughs>